Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và có hạn lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, có bao nhiêu lời không tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng. Người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc không như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời không tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và có hạn lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và vô lượng. Người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc không như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời không tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc không như thế này: ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời không tuyên bố về tà kiến, ngã không có sắc và có hạn lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng. Người này không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc không như thế này: ngã của tôi không phải như vậy,
tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời không tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không tuyên bố về ngã. Này Ananda, dưới bao nhiêu hình thức ngã được quan niệm. Này Ananda, ngã được quan niệm như thọ trong câu ngã của tôi là thọ, hay trái lại, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như trong câu ngã của tôi không phải là thọ, cũng không phải là không có cảm thọ. Ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Như vậy, này Ananda, ngã được quan niệm. Này Ananda, ai nói ngã của tôi là thọ? Người ấy cần được trả lời. Này hiện giả, có ba loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Trong ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã? Này Ananda, khi cảm giác một lạc thọ, chúng ta không cảm giác một khổ thọ, không cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ. Khi ấy, chỉ cảm giác một lạc thọ thôi. Này Ananda, khi cảm giác một khổ thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ. Khi ấy, chỉ cảm giác một khổ thọ thôi. Này Ananda, khi cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một khổ thọ. Khi ấy, chỉ cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ thôi. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, khổ thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, bất khổ, bất lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Khi cảm giác một lạc thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một khổ thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi khổ thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Vậy những ai nói rằng ngã của tôi là thọ, người ấy sẽ xem ngã của mình như một cái gì trong hiện tại. Cái gì ấy là vô thường, là khổ xen lẫn, là pháp sanh diệt. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi là thọ. Này Ananda, ai nói như sao? Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể xem là tôi có được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Này Ananda, ai nói như sau? Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ. Ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, nếu tất cả mọi loại cảm thọ đều đoạn diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy
có thể nói tôi là như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Này Ananda, khi có một vị tỷ kheo không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ, khi ấy vị này sẽ không chấp trước một điều gì ở trên đời. Vì không chấp trước nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vì ấy biết sanh đã tật, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Này Ananda, với vị tỷ kheo có tâm giải thoát như vậy, nếu có ai nói vị tỷ kheo ấy có tà kiến như sao, Như Lai có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, vị tỷ kheo được giải thoát. Với vị tỷ kheo thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị tỷ kheo ấy không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. Này Ananda, có bảy chú xứ của thức và hai xứ, thế nào là bảy? Này Ananda, có những loại hữu tình, thân dị loại và tưởng dị loại, như loài người, một số chư thiên và một số trong địa ngục, đó là trú xứ thứ nhất của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình, thân dị loại, nhưng tưởng nhất loại, như các vị phạm chúng thiên được sanh vào cõi ấy, nhờ sơ thiền, đó là trú xứ thứ hai của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình, thân nhất loại, nhưng tưởng dị loại, như các vị Quan Âm thiên, đó là trú xứ thứ ba của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình, thân nhất loại và tưởng cũng nhất loại, như các vị Biến Tịnh thiên, đó là trú xứ thứ tư của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình vượt ra khỏi tất cả sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi dị loại tưởng, chỉ có tưởng hư không là vô biên, được sanh vào cõi hư không vô biên xứ, đó là trú xứ thứ năm của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi không vô biên xứ, chỉ có tưởng thức là vô biên, được sanh vào cõi thức vô biên xứ, đó là trú xứ thứ sáu của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ, chỉ có tưởng vô sở hữu, được sanh vào cõi vô sở hữu xứ, đó là trú xứ thứ bảy của thức. Hai xứ là vô tưởng hữu tình xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân dị loại và tưởng dị loại này, như loài người, một số chư thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt,
hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này. Một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ, chỉ có tưởng vô sở hữu, được sanh vào cõi vô sở hữu xứ. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, với vô tưởng hữu tình xứ này, này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, với phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, bởi bảy thức trú xứ và hai xứ này, nếu có vị tỷ kheo đã như chân hiểu được tập khởi, đoạn trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm, xuất ly của chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị này được giải thoát. Này Ananda, vị tỷ kheo như vậy được gọi là tuệ giải thoát. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc pháp, đó là giải thoát thứ nhất. Không biết tự mình có sắc, thấy các sắc ngoài tự thân, đó là giải thoát thứ hai. Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh, đó là giải thoát thứ ba. Hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn diệt mọi hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi tưởng gì biệt, với tư tưởng hư không là vô biên, chứng và an trú hư không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Hoàn toàn vượt khỏi hư không vô biên xứ, với tư tưởng thức là vô biên, chứng và an trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Hoàn toàn vượt khỏi thức vô biên xứ, với tư tưởng vô sở hữu, chứng và an trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Hoàn toàn vượt khỏi vô sở hữu xứ, chứng và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định, đó là giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. Này Ananda, khi một vị tỷ kheo thuận thứ thể nhập tám giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào, khi nào mình muốn, chỗ nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn, và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị tỷ kheo chứng và an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thắng hơn câu giải thoát này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.